thể, ông Trịnh Văn Quyết thông báo đã bán thêm 5 triệu cổ phiếu FLC Faros vào cuối tuần trước. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu FLC Faros ông Quyết sở hữu giảm từ 237,4 triệu xuống còn 232,4 triệu. Tỷ lệ sở hữu của ông giảm tương ứng từ 41,8% còn 40,1%. Tính theo mức giá chốt phiên ngày 6 tháng 5, thời điểm ông Quyết hoàn tất giao dịch bán cổ phiếu với mức đăng ký giảm tỷ lệ sở hữu, số tiền chủ tịch tập đoàn FLC thu về ước tính khoảng 18 tỷ đồng. Đây là giao dịch chuyển nhượng lớn cổ phiếu FLC Faros thứ hai của ông Trịnh Văn Quyết trong vòng một tháng. Hồi đầu tháng 4, doanh nhân này đã bán ra 54 triệu cổ phiếu công ty, thu về không dưới 200 tỷ đồng chỉ vài ngày sau khi từ chức chủ tịch hội đồng quản trị. Trong 3 tháng cuối năm 2019, ông Quyết cũng đã sang tay 91 triệu cổ phiếu FLC Faros. Chốt phiên cuối tuần trước, thị giá cổ phiếu FLC Faros còn 3.540 đồng, chỉ bằng 2% so với mức đỉnh 178.000 đồng cuối năm 2017. Định giá doanh nghiệp theo đó cũng chỉ còn 2.000 tỷ đồng so với con số hàng chục nghìn tỷ đồng trước đây.